Hello anh em, hôm nay Thành Phú lên cho anh em 33 mẫu sản phẩm và hôm nay Thành Phú sẽ review cho anh em từng con nha. Con này mẫu số 1, hiệu là Sony Haori, một dòng cơ tự động chạy 3 cốt 5 kim. Con này có tua bi lông nằm ở góc 6 giờ đang hoạt động nha anh em. Kim cọc mạ vàng hồng. Cái kim nhỏ này chỉ thị lực thứ và cái kim này là chỉ thị lực ngày nha anh em. Toàn thân mạ vàng hồng rất là đẹp. Độ mới cao, mặt sau lỗ cơ máy trắng và chạy máy 5 tầng. Dây em này là dây silicon và nó có phủ một lớp bọc cục vàng như thế này, vàng hồng inox và nó bọc một lớp vàng hồng bên ngoài nha anh em. Dây này còn cái mạc chia xé nè nha, chìa khóa vẫn còn nguyên zin. Bây giờ thì Phú sẽ đo size cho anh em. Con này size 43 nha. Và 4 chân da là size 52. Con này mẫu số 1 giá là 2,1 triệu. Độ mới thì còn 99%. Con mẫu số 2, con này con đồng hồ hiệu là Watham, chạy cưa lên dây nha anh em. Con này chạy cưa lên dây và chạy 17 chân kính. Mặt số zinc, toàn thân bọc vàng dày. Đã lên cho anh em một bộ dây da khóa mới nha. Mặt sau có những thông số phía sau như thế này. Để đo size cho anh em nha. Con này size 34, hơn 34 một chút. Và 4 chân dây là size 41. Con này mẫu số 2 giá là 1,8 triệu nha. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này con đồng hồ hiệu Longines. Longines con này chạy cơ cốt luôn. Con này chạy cơ cốt, con này Longines Thụy Sĩ chính hãng nha anh em. Con này được bọc vàng toàn thân. Bọc vàng toàn thân phía sau, bọc vàng 10K nha anh em. Ở chỗ này nó có cái thông số này. 10K Gold Fuel. Nó có cái đóng cây mọc ở dưới này nữa. Mặt rất là đẹp nha anh em, mặt hình bắt úp á. Con này mặt hình bắt úp. Chạy khá là chuẩn. Con này size 33, hơn 33 chút. 4 chân da là size 38 nha. Mặt hai lòng. Mặt hình bắt ốp rất đẹp. Đồng hồ này đồng hồ cổ nha anh em. Cái con này là đáy sau là đúc nha anh em. Đáy sau nó đúc. Cho nên là mở nắp này ra không có được nha. Mở nắp là mở từ kính. Mở ra chứ không có mở từ cái nắp đáy sau. Con này mẫu số 3 giá là 4,1 triệu. Nhìn rất đẹp luôn nha anh em. Để lên tay cho anh em xem này. Con này mẫu số 4. Mẫu số 4 con này là hiệu là Senko. Con này chạy cơ lên dây và mặt cũng hài lòng. Có một ô số lịch nằm ở góc này. Đang hoạt động nha anh em. Con này toàn thân mạ vàng hồng. Đáy sau SS mạ vàng.
Mặt con em này khá to nha. Con này size 36. Và 4 chân dê là size 43. Mặt rất là đẹp nha. Mặt như thế này là rất là đẹp rồi. Con này mẫu số 4 giá là 1,9 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này hiệu Watham, chạy cưa tự động nha anh em. Con này chạy cưa tự động. Mặt nó trải tia từ góc 12 giờ xuống nha anh em. 12 góc 12 giờ xuống này. Trải xuống. Mặt vàng. Con này đã lên cho anh em một bộ dây da mới và khóa mới nha. Con này size 34.5. Gần 35. Và 4 chân dây là size 38.5. Con này mẫu số 5 giá là 1,9 triệu. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 con này con đồng hồ hiệu là Kogu, một thương hiệu của Italy, và nó có hình tam giác nha anh em. Thiết kế hình tam giác. Chạy cơ tự động. Size 36 nha. Size 36 và 4 cái chân dây là size 53. Con này lụa cơ sau. Trên kính có chữ Kogu nha anh em. Máy đang hoạt động. Kính nguyên zin. Mặt sau có thương hiệu của dây. Có hai chữ G. Con này mẫu số 6 giá là 1,8 triệu. Chạy cơ tự động. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này con đồng hồ hiệu là Valentino Domani. Cái dòng này rất là cao cấp. Đính rất là nhiều đá quý nha anh em. Đính rất nhiều đá quý luôn. Con này chống nước nha anh em. Con này có chống nước. Núm xuống ốc. Size 36 nha. Con này mua mới là mấy chục triệu nha em. Còn hai mấy triệu phải. Mặt sau chưa xé siêu ni lông. Con này cực kỳ đẹp, con này chạy máy pin nha em. Đeo con này thì rất là sang, rất là sáng luôn. Và con này có lịch thượng nha em, lịch thượng gấp 12 giờ này. Và có một ô số lịch gấp 3 giờ nữa. Đeo con này đi tắm là vẫn ok nha, không sao hết. Chống nước. Con này mẫu số 7 giá là 2,5 triệu. Qua mẫu số 8 nha. Con này hiệu Technop. Cái hộp nó hơi cứng nha nè. Để mở ra cho em.
test nó. Con này mua có giá 38.500 yên nha anh em. Con này mặc kẻ sọc, sọc ngang nha anh em, sọc ngang từ bên này qua kia, sọc ngang. Cái form nó là form của Patek Philippe nha anh em, mặc rất là đẹp luôn rồi. Để zoom gần lại cho anh em coi. Con này độ mới cao. Sẽ quay cái dây cho anh em xem. Dây nguyên zin nha anh em. Mặt sau đáy SS. Khóa thông minh nha anh em, khóa gập hai bên. Dây rất là rộng rồi. Chưa cắt dây luôn. Size đo bên ngoài này là size 42.5. Và đo bên trong này là size 38 nha. Từ đây qua đây này, size 38. Con này mẫu số 8. Mẫu số 8 giá là 1.700.000 nha anh em. Con này kính là bằng kính sapphire nha anh em, chống trầy. Đây làm kính sapphire chống trầy. Còn hợp. Qua mẫu số 9. Con này hiệu Lobo, chạy cưa tự động. Lobo lụa cưa máy vàng. Mặt sau chưa xé siêu ni lông nha anh em. Toàn thân em này mạ vàng hồng. Chạy máy của Nhật Bản. Size 41. Và bốn chân da là size 48. Kim cọc và niền toàn thân mà vàng hồng nha anh em. Con này mẫu số 10 mẫu số 9 nha, mẫu số 9 giá là 1.950.000. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10 con này con đồng hồ hiệu Lobo, cái form tăng nha anh em, Lobo form tăng mặt đen. Cọc của nó có hai bên này và ở dưới này là nó có hình la mã nha. Cọc la mã, còn lại cọc cây. Toàn thân là bằng inox đúc. Size 36. Và bốn cái chân dây là size 48. Con này còn phay xước này, đó, phay xước hai bốn cái chân. Con này lụa cơ sau. Chạy máy Miyota 21 chân kính nha. Phía sau là thép đúc, bộ máy rất là chắc và dây nguyên zin nha anh em. Dây em này nguyên zin, có thương hiệu khắc chìm Fubo Design và khóa là khóa nguyên zin, khóa Fubo Design khắc trên cái khóa này. Con này mẫu số 10 giá là 2.450.000. Qua mẫu số 11. Con này con đồng hồ hiệu là Mớt. Con này chạy máy pin nha anh em, chạy 3 cốt 6 kim, mặt đen và niền demi. Trên này niền vàng nha anh em, dây vàng và nó lại kết hợp với điểm màu trắng là gọi là demi. Con này núm xuất ốc có chống nước nha. Mặt sau này có thương hiệu của nó là nó có hình như này. Vòng tròn mà có mũi tên đan với nhau. Dây. Con này size 39. Cái đồng hồ mớt này mua mới cũng rất là cao nha. Con này mẫu số 11 giá là 1.200.000. Khóa nó gập như thế này. Xong rồi có cái yếm này bọc lại nữa nha anh em, rất là chắc chắn. Con mẫu số 12. Mẫu 12 con này con đồng hồ hiệu là Sika. Sika Calvin Klein. Con này nó có một giọt nước ở góc 6 giờ và nó phóng đại ô số lịch này lên. Chạy máy của Thụy Sĩ vàng to. Và
Em này toàn thân là bằng inox. Chạy máy pin thì sỉ. À, size 42. Và 4 chân dây là size 53. Tất cả đều còn nguyên zin. Và con này chưa qua sửa ba đánh bóng gì cả. Mặt em này màu lam nha anh em. Nó khó trẻ tia. Mặt sau đáy SS. Thép đúc. Con này mẫu số 12 giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 13. Mẫu 13 em này là một con GC nha, GC. Con sổ này và hộp đầy đủ. GC này đã mở máy cho anh em soi, mở máy sẵn rồi. Trong này nó có một cái một đoạn dây mắc thừa nha. Độ mới cao. Đây GC mà sau là mở máy cho anh em xem này. Đó là nấm, cái nắp của nắp sau là nắp xoắn ốc nha anh em, nắp xoắn ốc. Máy rất là to. Máy Ronda nha anh em. GC, con này mặt màu xanh nha anh em, mặt màu xanh. Chạy 3 cốt, 6 kim. Máy Thụy Sĩ chính hãng. Mặt rất là đẹp luôn, gần cho anh em xem này. Kính em này là kính sapphire nha, kính sapphire nguyên khối. Dây này nó làm bằng cái dây nó làm màu hình màu xanh luôn nha anh em, con dây màu xanh. Kết hợp với màu vàng hồng rất là mới luôn. Kết hợp màu vàng hồng như thế này. Con này nấm xuống ốc trong nước. Size 44 luôn nha anh em. Con này size 44. Nhìn rất là đẹp. Rất là sang luôn, kết hợp hai màu này. Khóa thông minh. GC tất cả đều còn nguyên zin nha anh em, full hộp sổ đầy đủ. Con này mẫu số 13 giá là 2,8 triệu. Để đây là để đây thì Phú sẽ gà sẽ đóng lại sau nha, chứ gà thì nó lại tốn thời gian. Qua mẫu số 14. Mẫu 14 con này con đồng hồ hiệu Swatch Swiss và chạy 3 cốt 6 kim. Con này dây của nó là dây dây nó làm bằng inox luôn nha nè, dây inox mà nó có co giãn này. Toàn thân làm bằng inox đặc, rất là nặng. Chạy máy V8 của Thụy Sĩ. Mình chứ mình thay pin là mình thay ở cái vị trí này nha anh em. Con này size 39.5. 4 chân dây là size 45. Con này mẫu số 14 giá là 850k. Qua mẫu số 15. Mẫu 15 con này hiệu là Sunne. Mặt em này là màu đỏ. Màu đỏ mà nó hơi chuyển qua màu nâu nâu nha anh em. Màu đỏ mà chuyển qua màu nâu nâu. Đo size cho anh em. Con này size 39 thằng tài luôn. Và 4 chân dây là size 46. Con này nó làm tất cả làm bằng inox và niền nó rất là sáng. Nó kết hợp một mắt sáng và một mắt phai xước nha. Mắt sáng và mắt phai xước như này. Dây còn rất là rộng luôn nha anh em. Khóa nguyên zin, có dập chìm thương hiệu Sonne. Mặt sau có tem. Chia xé này. Hình hai con sư tử thì phải. Con này chạy máy pin của Nhật nha anh em.
con này chạy 1 cốt nhưng mà nó chạy tới 6 kim. Con này mẫu số 15, giá là 900k. Vòng tay rộng thoải mái nha. Con này mẫu số 16 này. Mẫu số 16 con này con đồng hồ hiệu là Technoc. Technoc này là nó chạy máy pin và nó được làm bằng kính sapphire nha. Mặt kính sapphire và dây của em này là dây dây titanium nha em, dây titanium. Đây. Còn một đoạn dây titanium ở đây. Chưa có xé ra. Con này kim cọc của nó là kim nhung xanh nha em. Độ mới cao. Nó làm thiết kế đó là ở cái vòng ngoài này, hai cái này này là nó làm sáng nha, và bên trong này là nó màu cũng nó là màu titanium. Cầm rất là nhẹ tay. Và đồng hồ là nhìn là biết là đồng hồ xịn rồi nha anh em. Con này nó có một ô số lịch lọc gấp 6 giờ này và có một cái giọt nước giống như giọt nước á. Cái thương hiệu của nó giống một cái thương hiệu của Movado. Movado nó cũng có giọt nước giống cái bát úp ngửa lên á. Cái bát ngửa lên đó, có một gấp 12 giờ nha. Tất cả đều còn nguyên zin, đeo con này rất là nhẹ tay. Anh em nào không thích nặng thì đeo con này rất là ok luôn. Size em này là size 37.5 là đeo cũng hợp với tay khoảng tầm 17, 16, 17 nha. Con này mẫu số 16, giá là 1.600.000 nha. Đủ mới thì 99%. Qua mẫu số 17. Mẫu số 17 con này con đồng hồ hiệu Bulik. Con này chạy 2 kim rưỡi nha anh em. Chạy 2 kim và một có một cái kim nhỏ kim rốn ở đây. Mặt đen và toàn thân của em này là mạ tĩnh điện màu đen. Cái mạ tĩnh điện này rất bền nha anh em, chứ không phải là dễ bay màu đâu. Nó lại dễ bay màu thì nó không làm đâu. Bulik. Con này size thường là size 35 thì phải. Con này size 35. Và chiều ngang của nó là size 45 nha. Chạy máy pin Nhật. Con này mẫu số 17, giá là 1.050.000. Tất cả thì còn nguyên zin nha anh em. Qua mẫu số 18. Mẫu 18 này là con đồng hồ hiệu là Bentau Club. Cái con này đặc biệt đó là nó có đính ruby nha anh em. Cái mặt khảm sa cừ trắng. Và nó để chữ ruby ở góc này nha, ruby. 4 viên đá ruby 4 góc và ở ngoài này là 4 viên đá màu đỏ nha. Bên trong này là viên đá màu tím. Con này toàn thân nó phủ một lớp nè, có lớp vàng vàng trắng thì phải. Con này mua mới của nó là 98.000 yên nha anh em. Giá 98.000 yên là khoảng hơn 20 triệu nha anh em. Con này hơn 20 triệu mua mới. Có mã vạch ở đây, check đàng hoàng nha. Mặt sau đồng hồ này đồng hồ cao cấp nha anh em. Nó có một cái siêu ở đây, dán ở trong này chưa xé nha. Tất cả đều còn nguyên zin cho anh em luôn. Con này chạy máy pin. Size 30 33 gần 33. Con này dành cho chị em phụ nữ hoặc là nam tay 15 đến 16 là đeo cũng được nha. Nhưng mà phụ nữ đeo con này thì chắc ok. Con này quá đẹp nha anh em, quá mới luôn. Quá đẹp, quá mới. Để cận cảnh sát cho anh em coi cái vẻ đẹp của nó như thế nào đây. Dây nha anh em, dây rất là mới luôn. Con này mẫu số
18 nha, mẫu số 18 giá là 2.250.000. Qua mẫu số 19, con này con đồng hồ mặt màu xanh dương nha, nó đính đá hai bên này và dây của nó là dây silicone, nó rất là mềm mại. Con này chạy máy của Nhật và chạy máy pin nha, rất là độc lạ. Trên cọc số này đính hai viên đá, hai viên đá xen kẽ với nhau như thế này. Con này để đâu size cho anh em? Con này size 38.5 và cái này là size 34.5, hơn 34 chút nha. Con này mẫu số 19 giá là 850.000. Nhìn rất lạ nha, rất độc và hiếm, chưa thấy lần nào luôn. Qua mẫu số 20. Mẫu 20 con này hiệu là Hiviger, con này hiệu Tommy nha anh em. Con này hiệu Tommy, mặt màu xanh. Mặt kính nó hơi trầy xíu và nếu mà anh em mua con này thì Thiện Phú sẽ spa miễn phí nha. Spa miễn phí lại cho anh em. Spa là Thiện Phú trực tiếp spa nha, chứ không phải là đưa cho thợ nó spa đâu. Bởi vì Thiện Phú cũng có làm spa tại nhà. Con này toàn thân là bằng inox. Cái núm của nó là núm nguyên sinh nha. Mặt sau này chưa xé xin nữa đâu, nhưng mà sao mà nó đã xài qua rồi. Đó, chưa xé mà sao nó xài qua rồi. Dây nó quăng xuống rồi, xe dây xuống mà mặt sau thì chưa xé ni lông, chắc là nó để vậy nó đeo luôn. Dây nguyên zin nha anh em. Con này mẫu số 20 giá là 1.150.000 và bốn chân dây này là size đó 44, có cái nấm nó có cái này. Còn mẫu số 21 nha, mẫu 21 con này hiệu là chiếc quét Lemon, con này mới 100% luôn rồi nha anh em. Chất quét lên mình cái con này, cái thép của nó rất là tốt. Mua mới của nó là 33.000 yên Nhật. Con này chưa xé xin lông, mới 100%. Con này dùng rất là bền, dùng không biết khi nào mới hư được nha. Bảo hành cho anh em là 1 năm luôn. Con này size 40 nha, và 4 chân dây của nó là size 50. Cái số rất là tròn luôn. Mặt sau nha anh em, mặt sau có một chữ ký phía sau. Đeo mấy con này rất là yên tâm nha, rất là bền. Con này mẫu số 21 giá là 1.500.000 nha. Qua mẫu số 22, con này là chạy các nhẫn nha anh em, chạy cơ liên dây. Cái nhẫn cơ liên dây chạy 17 chân kính và chạy 2 kim nha, Senko. Cái mặt kính này nó hơi, cái kính này là kính Mica nha anh em. Kính Mica nó hơi sức dâm nhẹ. Thì nếu mà anh em mua con này thì Thiện Phú cũng spa được nha. Spa nhẹ qua nó sẽ hết nha. Mặt sau nha. Mặt sau của em này là như thế này. Con này nó có mình kéo ra kéo vô được nha anh em. Đó nè, nó có kéo ra kéo vô được nha. Nó không có, nó không phải đúc liền mà nó có một cái khe chỗ này, mình có thể là bẻ ra được nha. Cho nên là cái tay nhỏ thì mình có thể là bóp lại được, mà tay lớn thì mình có thể là kéo giãn ra được nha. Con này size của nó là size 18 nha anh em. Con này mẫu số 22 giá là 650.000. 680.000 nha nè, 680.000. Qua mẫu số 23. Mẫu số 23 con này con đồng hồ đá Opal, mặt con nói là bằng đá rất xịn sò luôn. Để quay trực tiếp gần lại cho anh em xem cái mặt con nó nha, rất là mới luôn. Và bốn chân bốn cái góc này là bốn viên đá rất đẹp, có núm, có đến một viên đá màu đen. Toàn thân dây của này là dây mạ bạc nha. Mặt sau
của nó là thương hiệu là Zolena của Nhật Bản. Con này để đo size cho anh em. Con này size 21 nha. Và cái cục này là có chục tâm đơ nha, tâm đơ mở lên mình phải kéo co giãn ra được. Kéo co giãn ra vô được, và khi mình gài á là mình gài có cái móc như này nè, móc vô đây. Móc vô cái cây này nha anh em, xong rồi có cái này ụp vô cái này. Ụp lại nha, ụp nó dính vô. Dính cái máu này vô đó. Đây. Đó. Là được nha, không xúc được đâu nha anh em. Rất là cứng. Khi mà mình cái tay mình to hay nhỏ gì đó thì mình có thể là công đưa co giãn ra vô. Con này mẫu số 23, giá là 950k. Qua mẫu số 24 nha. Mẫu số 24, con này con đồng hồ hiệu là Oren. Oren mặt màu xanh. Và cái cọc số á, là nó đính đính đá. Góc này đính 3 viên, có 12 giờ 3 viên và còn lại là 2 viên. Góc 3 giờ này nó đính 1 viên. Niền khía nha nè, niền khía và dây là dây demi. Nó có một cái đường vàng ở chính giữa này chạy thẳng đây. Mặt sau chưa xé siêu ni lông, da ban mốt. Con này size 39 nha, thằng tài. Và 4 chân dây của em này là size 46. Con thân của con này là dùng làm bằng inox, rất là nặng tay. Con này mẫu số 24, giá là 950k. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25, con này con đồng hồ hiệu Senko. Toàn thân của em này là bọc vàng. Và khóa nguyên zin nha anh em. Khóa Senko này, nguyên zin. Mặt sau này, Made in Japan 0D1527. Con này size 32 và 4 cái chân dây của em này là size 37. Con này mẫu số 25, giá là 650k. Qua mẫu số 26. Mẫu số 26, con này con đồng hồ hiệu Senko, dây co giãn nha em, dây chung co giãn, mặt phơm tăng và mặt vàng lụa. Size là size 27 và 4 chân dây của em này là size gần 35. Dây câu giãn nha nè. Mặt sau này có rất là nhiều chữ Nhật, Made in Japan luôn nha. Chỗ này dính gì nè. Con này mẫu số 26, giá là 550k. Qua mẫu số 27. 27, mẫu số 27. Con này mẫu số 27 là một cái kính nha nè. Cái kính này rất đặc biệt, đó là cái kính này nó có đính kim cương nha nè. Con này kính kim, nó đính kim cương tự nhiên luôn. Nó đính hai viên đá ở đây, đá màu màu đá màu hồng hơi đỏ đỏ nha. Và nó đính ba viên kim cương tự nhiên. Bên này cũng vậy nha, ba viên kim cương. Toàn thân mạ vàng và con này là kính kính cận nha nè. Kính cận á, này có nó có độ này, phóng đại to này. Mà không biết là bao nhiêu độ nha. Không biết là bao nhiêu độ ở trong này. Con này là Made in Japan nha nè. Made in Japan này. Made in Japan. Con này nó có cái gì chứ này. Sai nha, đo sai cho anh em nha. Con này chắc chống kính của nữ nha nè. Sai 1337 nha, 1337.
Con này mẫu số 27, giá là 1,5 triệu. Đính 6 viên kim cương. Qua mẫu số 28. Con này con đồng hồ hiệu Nissan. Toàn thân em này là thép đúc. Rất là nặng tay luôn. Đấy, có một cái kim màu tím đang hoạt động nha anh em. Cọc của nó cọc nổi. Dây nha anh em, dây này. Con này đeo anh nào có thích mà hầm hố á, một xíu á, đeo con này đẹp. Size 39 thần tài luôn. Con này mẫu số 28, giá là 550k. Qua mẫu số 29 nha. Mẫu số 29, con này con đồng hồ full hợp luôn. Full hợp số đầy đủ luôn cho anh em. Con này hiệu là Movement In Motion. Con này chạy pin kim trôi nha anh em. Chạy pin kim trôi và có một cái kim mắc cổng. Kim mắc ngỗng ở đây. Cái kim này là kim giống như là cái mặt trăng nha. Bên này chỉ thị lịch là lịch thứ và đây là lịch ngày. Và con này sản xuất tại Nhật Bản, kính làm bằng kính mica. À, con này không phải kính mica nha anh em, con này kính cứng luôn nha anh em. Con này kính cứng luôn, trong phải mica, nó làm rất là giống kính mica nhưng mà nó ôm như này. Nó ôm giống kính mica vậy đó. Rất đẹp. Nguyên khối luôn. Con này mặt sau chưa xé siêu nylon. Độ mới cao nha anh em. Dây này, nhìn cái dây là biết độ mới của nó nha anh em. Movement In Motion được khắc chìm ở dưới cái dây này. Dây khóa nguyên zin. Toàn thân làm bằng inox và size là 39 thần tài luôn. Bốn chân dây là size 46. Con này nguyên zin, chưa qua spa đánh bóng và bốn chân dây này còn phai xước rất đẹp. Trên này cái niềng hình sáng bóng nhưng mà cái bốn chân dây là nó phai xước nha. Con này mẫu số 29 nha. Mẫu số 29 giá là 1,6 triệu. Chạy pin kim trôi. Qua mẫu số 30. Mẫu 30 con này con đồng hồ hiệu Calvin Klein. Viết tắt là hiệu Sika. Con này còn hợp sổ đầy đủ cho anh em. Mặt màu xanh nha anh em. Mặt màu xanh và chạy 3 cốt 6 kim. Con này chạy 3 cốt 6 kim và mặt xanh rất đẹp, mặt xanh dương nha anh em. Toàn thân là bằng inox và chạy máy là máy của Thụy Sĩ V8. Con này mặt sau này đáy SS. Dây khóa vẫn còn nguyên zin đầy đủ cho anh em. Khóa này. Con này size 42. Và bốn chân dây là size 46. Con này mẫu số 30, giá là 1,850 triệu. Có một ô có số lịch nữa nha anh em. Qua mẫu số 31. Mẫu số 31 con này con đồng hồ hiệu Casio mặt xanh. Mặt màu xanh dương nha anh em. Chạy máy pin và size là size 37. Bốn chân dây là size 42. Con này làm tất cả là bằng thép. Mẫu số 31 giá là 650k. Qua mẫu số 32. Mẫu số 32 con này con đồng hồ hiệu là Individual. Mặt của nó có một cái kính nguyên khối như này nha anh em. Kính nguyên khối như này. Góc rất là đẹp. Và bên trong của nó dừa điện tử như này. Nó có ba kim dừa này đang chạy và nó có dừa điện tử trên này nữa nha anh em. Nó có là 1 cốt, 2 cốt, 3 cốt, 4 cốt lận. Dây nha. Bộ máy con này rất là to, thường thường con hiệu này á nó để là Japan.
Yabanmut và keo Khay Enchina, tất cả đều có dòng này. Independent, cái dòng Independent này là một cái thương hiệu nhánh của như là Seiko hay là Citizen gì đó, nhưng dòng này là dòng xịn nha anh em, dòng xịn rất tốt, giống như là iPhone mà nó sản xuất tại China vậy. Và chính hãng nha anh em, nha anh em. Con này nó để là chỗ này này, góc này, à nó để cái góc này là bấm nút này là để đi reset. Trên này nó để là mua, à, để chỉnh cái gì đó. Và cái này là set start stop gì đó. Góc này. Con này mẫu số 32, giá là 1.350.000. Để đo đặt size cho anh em nha. Con này size là 36.5. Bốn cái chân dây này là size 46.5. Để Thiện Phúc bấm vô đây Thiện nha. Reset gì đây. Đó, bấm vô đây. Bấm vô đây thử. Nó chỉnh giờ ở dưới nha nè. Chắc con này có ô thức này. Con này mẫu số 32, giá là 1.350.000. Và mẫu số 33 con này một cái kiềng mà nó có 3 vòng nha anh em, 3 vòng như luôn như thế này, bọc vàng rất là dày luôn. Đeo cái đồng hồ nha, cái đây là cái đồng hồ nha anh em, đồng hồ chạy 2 kim qua khô gì đây. Cái mặt rất là nhỏ, đeo 3 vòng thành một nha, đút vào bọc vàng rất dày, giống như là cái kiềng vàng đúc luôn á. Giống như kiềng vàng đúc luôn nha nè. Nhưng mà mình có thể xem giờ được. Đó, mình xem giờ được ở đây. Con này đó size nhỏ xíu luôn nha nè. Size của nó nha. Size là 13.5. Con này giống như mình đeo một cái kiềng thôi, nhưng mà mình có thể đeo, mình đeo mình coi giờ được luôn. Rất là hiếm và lần đầu tiên Thiện Phú thấy cái con này luôn. Con này mẫu số 33, giá là 750.000.